Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm trước thì mình có đăng cái video mình chơi Mortal Kombat 11 trên mobile. Thì rất là nhiều anh em hỏi cách. Thì ở trong cái clip này thì mình sẽ chỉ cho em một cách có thể chơi Mortal Kombat 11 nhé. Ở trên ngay trên điện thoại của anh em. Đó. Sử dụng Android nha anh em. Hoặc là anh em nào mà iOS ấy, iPhone muốn chơi thì cũng được thôi. Đó. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng một cái dịch vụ, đấy chính là Xbox Cloud. Đó. Thì đây thì mình sẽ vào game trước cho anh em xem nhé. Xem là ở trên trên điện thoại thì nó sẽ như nào nhé. Đó, đây là bạn đang vào game này. Đó, thì chơi trên điện thoại ấy, thì anh em sẽ có những cái nút bấm như này. Đó, thì anh em sẽ có cái nút những cái nút bấm ABXY này với cả những cái nút bấm ở trên màn hình như này. Đó. Đây mình sẽ vào game đánh cho em đánh cho anh em xem trước nhé. Đây, có cả chọn nhân vật giống y như bản PC luôn nha. Đó. Có Scorpion này và cả Sub-Zero nữa. Đấy. À, thì mình sẽ vào trải nghiệm cho anh em xem trước nhé. Đây chọn chọn map này. Chọn random đi nhé. À, thì Mortal Kombat 11 thì mình cũng khá là thích chơi cái trò này. Mortal Kombat 11 thì là một trò game đối kháng. Đối kháng đánh đấm rất là máu me. Anh em có thể chơi bạn bè đó. Đồ họa game rất là đẹp, với cả những cái đòn đánh đẹp mắt nên mình cũng rất là thích. Đó. Mình bật tiếng to lên cho anh em xem nhé. Sổ. 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 Đau anh em. Đánh đấm rất đã tay luôn. Sổ. Sổ. Đó. Đó. Đây. Thì mình hiện tại thì mình đang sử dụng chơi Mortal Kombat ở trên một cái dịch vụ đó là Xbox Cloud. Đó thì anh em nào muốn tham khảo thì anh em có thể vào cái trang web này nhé. Đây, Xbox Cloud Gaming beta on xbox.com. Đây, anh em vào cái địa chỉ web xbox.com nus.play này nhé. Đó, thì mình để mình nói về cái Xbox Cloud này. Đó thì Xbox Cloud ấy thì sẽ là một cái dịch vụ để cho anh em có thể chơi những game PC ở trên điện thoại hoặc là máy tính thông qua trình duyệt web nha anh em ấy. Đó. Như mình đang vào ở đây là web xbox.com/play này. Đó. Thì anh em có thể chơi những cái tựa game PC ở ngay trên trình duyệt web luôn. Thì nó sẽ giống với cả như là anh em xem phim trên Netflix ấy. Đó. Thì nó sẽ chơi trên trình duyệt web. Đó. Thì nó sẽ không cần tải về đâu em nhé. Đó. Thì ở trên cái Xbox Cloud này kho game của nó rất là đa dạng, rất là nhiều. Đây mình cho anh em xem kho game này. Đó nó có cả FIFA 23 này, có cả Forza 5, Forza 4 này, đó. Có cả Pyworks mới ra rất là hot này. Đó. Và cái dịch vụ này trả phí nha anh em nhé, đó, chứ không miễn phí đâu. Một cái dịch vụ chất lượng như này thì không miễn phí được. Đó. Thì anh em nào mà muốn tham khảo thì có thể vào cái trang web này nhé. Đó. Thì giá hiện tại ở trên cái trang web này thì nó rơi vào khoảng 16 đô nha anh em nhé. Đó. Tính ra tiền Việt nó hơn 400. Và hiện tại thì kênh của mình thì làm về nội dung Xbox Cloud Gaming này thì đang bán cái dịch vụ Xbox Cloud này với giá chỉ có rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn gấp 3 lần cơ. Đó. Nó chỉ
Bên mình bán thì hiện tại giá thì nó chỉ khoảng hơn 100k một tháng thôi. Đó, rất là rẻ, rẻ hơn ở trên anh em mua trên web này nó khoảng 3 lần cơ. Đó. Thì anh em nào cần mua cái Xbox Cloud này thì anh em nhắn tin vào Zalo của mình hoặc là vào Facebook của mình hoặc là đường liên kết dưới mô tả video nhé. Thì mình sẽ bán gói Xbox Cloud và sẽ hướng dẫn anh em cách để chơi, cách để cài. Và khi anh em mua bên mình thì còn được cài thêm cái tool Xbox Cloud Gaming Việt Nam này. Chơi nó sẽ tốt hơn, sẽ mượt mà hơn và sẽ không không cần fake VPN đâu nhé. Đó, thì cái dịch vụ này thì mặc định thì nó chưa hỗ trợ Việt Nam. Đó. Nếu mà anh em mà không cài cái tool Xbox Cloud bên mình đang cung cấp ấy thì sẽ phải fake VPN thì mới vào được. Đó. Thì anh em nào mà cần mua cái dịch vụ này để chơi trên chơi Mortal Kombat trên mobile hoặc là chơi trên laptop cũng được thì anh em liên hệ vào Zalo của mình. Đó, thì mình sẽ bán dịch vụ cho anh em và bán hỗ trợ anh em cài đặt nhé. Mặc định mình quên chưa nói với anh em đó là nếu mà anh em chơi Mortal Kombat ở trên cái Xbox trang web này thì anh em có thể chơi kết nối cả tay cầm đây nữa. Đó, anh em có thể kết nối cả tay cầm để chơi nữa. Thì đây thì mình sẽ vào test thử cho anh em xem nhé. Đó, anh em có thể mua những cái tay cầm rất là giá rất là rẻ như này. Đó, để có thể chơi Mortal Kombat. Cái Mortal Kombat này thì nếu mà có tay cầm thì chơi khá là thích anh em ạ. Đó, bởi vì là một game đối kháng. Đó, nếu mà có tay cầm thì chơi rất là thích luôn. Đó, cái tay cầm mình đang sử dụng nó tên là PSP D3 nha anh em nhé. Giá nó ở trên Shopee Lazada thì nó khoảng có 300 nghìn thôi. Đó, thì anh em có thể mua về để chiến Mortal Kombat. Mortal Kombat thì là một game đối kháng, nó nếu mà anh em có tay cầm hơn thì chơi nó sẽ thích hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đợi mình xíu mình kết nối với cả máy điện thoại đó nhé. Mình kết nối tay cầm với cả điện thoại đó. Ok, sau một hồi thì mình cũng đã kết nối được với cả cái tay cầm với cả cái điện thoại của mình. Đó. Thì mình sẽ vào lại cái trang web Xbox này để có thể chơi vào test tựa game Mortal Kombat chơi bằng tay cầm để cho anh em xem nhé. À, mình cũng nói thêm cho anh em một cái đó là nếu mà anh em chơi chơi game trên cái trang web này thì anh em cần một cái đường truyền mạng ổn định. Tại vì nếu mà anh em có mạng mạng mà nó yếu ấy thì anh em sẽ bị gọi là nó bị mờ và nó bị chậm, giống như anh em xem YouTube ấy. Nếu mà anh em có mạng ổn định thì nó sẽ nét và mượt. Đó. Còn nếu mà anh em mạng mà nó yếu ấy thì sẽ bị lag nha. Đó, thì hiện tại thì mình đang sử dụng mạng của nhà mình. Đây cho anh em xem này. Wi-Fi của nhà mình thì là Wi-Fi 5G. Đó, nên là chơi cũng rất là ổn định. Đây cho anh em xem. Đó, mình sẽ vào lại nhé. Bật full màn lên nhé. Đó. Đấy. Chơi Mortal Kombat nếu mà có tay cầm thì rất là thích anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ vào gọi là test một trận đánh bằng tay cầm cho anh em xem. Mình chơi mình toàn chơi cái con Scorpion này thôi. Cái con Scorpion này là một con ưa thích của mình luôn. Scorpion thì phải đánh với cả Sub-Zero anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ test game anh em xem nhé. Anh em cũng có thể cài đặt những cài đặt tràn viền như này. Đó. Nếu mà cái cài đặt tràn viền này thì anh em hoặc anh em cũng có thể điều khiển bằng những cái bấm nút bấm ở trên màn hình này. Ở đây thì mình dùng tay cầm rồi. Mình sẽ để tràn viền nhé. Cái tràn viền này thì ok vào đánh như này. Wow, khá là máu mè luôn. Mình sẽ để độ sáng cao cao lên tí cho anh em xem dễ. Bật âm lượng to nhé. Ok, tối cỡ rồi. Đó, để độ sáng cao lên cho anh em xem. Ồ. Game khá là máu me luôn. Ồ.
sổ. Anh được ra, anh không được đâu. Sổ. Đó. Cũng ok phết anh em ạ. Sổ. Wow. Nó đang đóng băng kìa. Sổ, gãy răng anh em ạ. Finish. Mình thử làm đòn kết liễu xem được không nha anh em. Đòn kết liễu anh em nhé. Sổ. Sổ. Wow. Cắt đôi người các bạn. Đó. Ok. Mình test thôi nhé, mình thoát ra anh em xem. Đó thì anh em nào mà muốn chơi theo kiểu chơi trên trình duyệt web này thì anh em có thể vào cái trang web này mình để ở đây thì anh em có thể tham khảo nhé. Giá ở trên nếu mà anh em mua ở trên web ấy, thì giá nó khoảng hơn 400k, 16 đô cơ. Còn nếu mà anh em mua qua mình ấy, thì nó sẽ giá chỉ hơn trăm một hơn 100k một tháng thôi. Đó thì anh em nào mà muốn mua ấy, thì hãy liên hệ vào Zalo của mình nhé. Zalo của mình sẽ để ở dưới mô tả video. Đó. Ở trong này có rất nhiều game. Ok, thì mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Ok, chào tạm biệt anh em. Ok, xin chào anh em.